Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Khấu vấn tiên đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch. Tập 321. Chương 3201, Linh Tuyền. Tố nữ cười một tiếng, nhìn sang hai huynh đệ Kình Giáp, để hai tiểu tử này đi theo ta, nói không chừng sẽ không cần tiến vào Vũ Triều. Bọn họ sẽ giúp ít được khi ta liên hệ với bộ tộc khác, những người thì lưu lại giúp Tần Huynh. Từ trước đến nay, nàng làm việc rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã làm xong. Nàng lại thương nghị với Tần Tang một số chi tiết, lúc này muốn chào từ biệt. Tần Tang giữ tố nữ lại, miêu tả bộ dáng của Lưu Ly một phen, nếu ngươi gặp nàng, hãy gọi nàng trở về. Tố nữ nhìn Tần Tang, gật gật đầu, mang theo Kỷ Hoàng và hai huynh đệ ngự khí phi độn, biến mất trong giây lát. Đúng lúc này, lệnh bài bên Hồng Lý Ngọc Phủ lóe lên, mỉm cười nói, Huyễn Ngân về núi, muốn đến đây bái kiến, sư thúc muốn gặp không? Tần Tang nhìn ra ngoài điện, thấy một đạo kiếm quang đang bay tới từ phía tây. Bên trong kiếm quang là một thanh niên mài kiếm, ánh mắt sắc bén, nhân kiếm hợp nhất, duệ không thể đỡ. Cảm nhận được khí thế của thanh niên, Tần Tang âm thầm gật đầu, nhìn sang kiếm nô, tên đệ tử này tu kiếm đạo, thoát thai từ sát kiếm đạo. Vị tiền bối sáng tạo ra môn công pháp này, còn chưa kịp hoàn thiện đã chết, tên đệ tử này trò giỏi hơn thầy, đủ thấy thiên phú cao. Mong đạo hữu chỉ điểm một hai, cho đệ tử này biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, để tránh sinh ra ngạo khí. Kiếm nô gật đầu, đều là kiếm tu, cũng nên giao đổi kiếm đạo với nhau. Dứt lời, kiếm nô cất bước đi ra ngoài. Lý Ngọc Phủ vội vàng dặn dò thân thần vài câu để cho gã đi theo. Tu vi của kiếm nô rất cao, hai người luận bàn, kiếm nô không nhận được cái gì nhưng lại chẳng khác nào cho Huyễn Ngân một đại cơ duyên. Sau khi Huyễn Ngân đột phá hóa thần, khó mà tìm thấy kiếm tu nào khác tại phong bạo giới. Lý Ngọc Phủ và Lưu Ly cũng khó chỉ điểm được, hai người một mực lo lắng Huyễn Ngân đi lầm đường, rốt cuộc đã có người dẫn dắt. Đám người rời đi, Tư Lục cũng lên tiếng cáo từ, trở về chữa thương. Thanh Dương Quan muốn xây dựng sơn môn, nên các đệ tử đã rời khỏi Lộc Giã, Tần Tang tặng động phủ của mình cho Tư Lục, để gã có chỗ an tâm chữa thương. Không lâu lắm, trong điện chỉ còn Tần Tang, Lý Ngọc Phủ và hai yêu hầu. Tần Tang hạ lệnh, Lạc Hầu, ngươi tọa trấn nơi đây, nghe lệnh của Ngọc Phủ, hỗ trợ xây dựng sơn môn. Quế Hầu có thể ra ngoài, nghĩ cách lẫn vào yêu tộc, tạm thời không nên để lộ lai lịch và tu vi. Vâng, hai yêu hầu lĩnh mệnh lui ra. Quế Hầu yên lặng rời khỏi hành cung, hóa thành một sợi khói nhàn nhạt, biến mất không thấy tăm hơi. Lạc Hầu thì được Lý Ngọc Phủ sắp xếp cho một chỗ tĩnh tu tại Lộc Giã, tạm thời chưa có chuyện cần nàng làm. Lý Ngọc Phủ vội vàng trở lại, bẩm báo với Tần Tang một tiếng, dẫn hắn đi ra sau núi. Phía sau núi có một cái hang đá, con đường uốn lượn bằng đá, nối thẳng xuống lòng đất. Trong lòng đất ẩm ướt mát mẻ, nhưng không, có mạch nước ngầm, chỉ có một cái đại sảnh trống trải. Trong đại sảnh có một vũng nước, nước chảy từ trên vách xuống, linh khí nồng đậm đến cực điểm, tràn ngập cả đại sảnh, chính là một vũng linh tuyền. Thanh Dương Quan di chuyển linh mạch, đơn giản lại hiệu quả, vũng linh tuyền này do linh mạch hội tụ mà sinh ra, về sau nơi này sẽ trở thành chỗ có linh khí nồng nặc nhất Thanh Dương Quan. Đây là việc Tần Tang dặn dò làm đầu tiên. Lý Ngọc Phủ cung kính nói, sư thúc, linh tuyền mới sinh ra chưa lâu, linh mạch còn chưa hoàn toàn giao hòa. Tần Tang tản ra thần thức, phát hiện có vài chỗ không cân đối, đây là chuyện khó tránh khỏi, đệ tử Thanh Dương Quan còn yếu, tu vi không đủ, làm được như vậy cũng đã tận lực. Về sau trải qua trận pháp dẫn dắt, sẽ dần dần đạt tới cân bằng hoàn mỹ nhất. Tần Tang không đợi được lâu như vậy, đích thân xuất thủ cắt tỉa một phen, vuốt cằm nói, không tệ, về sau ta sẽ ở đây tu luyện, có vấn đề gì, tới đây tìm ta. Nói xong, Tần Tang gọi Hỏa Ngọc Ngô Công ra, nhìn nó cọ nhẹ lên bàn tay của mình, trong lòng thở dài, nói, về sau để nó ở lại hậu sơn tu luyện, không có chuyện gì cũng đừng quấy rầy nó. Hỏa Ngọc Ngô Công càng ngày càng bị bỏ lại, không đuổi kịp bước tiến của hắn. Hắn không ngừng truy tìm đại đạo, chắc chắn sẽ có người tụt lại phía sau, giống như Đàm Hào và Mục Nhất Phong, không thể thay đổi được cái gì. Nếu Hỏa Ngọc Ngô Công không thể đuổi theo, làm linh trùng hộ sơn là kết quả tốt nhất,
đệ tử cáo lui. Lý Ngọc Phủ rời khỏi động phủ, nhìn thấy linh quang lấp lóe tại cửa hang, tràn ngập lực lượng trận cấm cường đại. Hỏa Ngọc Ngô Công xoay quanh, không chịu đi, cuối cùng cuộn lại thành một đoàn, nằm tại cửa hang, trong động phủ. Tần Tang tới gần linh tuyền, thiên quân giới lóe lên, rất nhiều linh vật bay ra, lơ lửng trên lòng bàn tay. Tiếp theo, linh vật rơi xuống tay, mặc hắn tùy ý nắm, không lâu lắm tạo thành một cái bệ đá cổ xưa. Hắn lật tay, nhấn xuống dưới một cái, bệ đá rơi vào trong linh tuyền. Ầm. Dãy núi chấn động, bất quá chấn động rất nhỏ, Tần Tang xuất thủ chế trụ, bên trong thanh dương quan, không ai phát hiện được. Bệ đá lộ ra mặt nước, linh khí không ngừng vọt tới. Cái này không phải lôi đàn, Tần Tang muốn vững chắc tu vi, đến lúc đó thanh dương cũng đã xây dựng xong linh cơ, đó mới là thời cơ tốt nhất để xây đàn. Mi tâm hắn thoáng hiện ánh lửa, đài sen chậm chậm bay ra, lại vẫy tay, chứng kỳ lân rơi vào trong lòng bàn tay. Sinh cơ mạnh hơn trước một tia, bất quá vẫn rất nhỏ yếu. Tần Tang nhẹ nhàng đặt trứng kỳ lân lên bệ đá, quả trứng lóe lên hào quang, cỗ sinh cơ kia thôn phệ linh khí, mấy sợi linh khí nhỏ bé rót vào trong trứng, bị nó hấp thu. Quan sát chốc lát, Tần Tang thầm nghĩ, xem ra kỳ lân chân linh không có khả năng thôn phệ linh khí xong trong một lần, giáng sinh trong nháy mắt. Chắc nó đã biến thành sinh mệnh mới, cần quá trình để lớn lên. Nhưng hấp thu linh khí, quả nhiên có chỗ tốt, có thể gia tốc quá trình này, còn khi nào thì giáng sinh, vẫn là ẩn số. Nghĩ tới đây, một đạo hồng quang rơi xuống bệ đá, Chu Tước dùng cánh ủi ủi, đẩy trứng kỳ lân qua một bên, không chút khách khí chiếm phân nửa bệ đá, phù phục nằm xuống. Đừng quấy rầy ta, cảnh cáo Tần Tang một câu, Chu Tước vùi đầu vào trong cánh, khí tức bình ổn kéo dài. Tần Tang cười một tiếng, thần thức xúc động thiên quân giới, cái cây nhỏ bay ra, chính là cây kim cương bồ đề. Hắn chọn một vị trí bên cạnh linh tuyền, tự tay trồng cây nhỏ xuống, cái cây đung đưa, hấp thu linh khí tinh thần, lá cây sáng bóng, ổn định hơn lúc ở trên hoang đảo. Tần Tang hài lòng gật đầu, thầm nghĩ, có thời gian, nên thỉnh giáo Kỷ Hoàng, học cách bồi dưỡng linh chủng. Hắn lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng bên cạnh suối, nhanh chóng nhập định. Bên cạnh, một bảo thụ, một Chu Tước, một kỳ lân. Chương 3202, Huyễn Thân. Bái kiến sư thúc, tham kiến Huyễn trưởng tọa. Huyễn Ngân đáp xuống trước hành cung, thu hồi độn quang, gã mang trang phục, buộc lên tóc dài, vác trường kiếm, dáng vẻ tiêu sái, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, giống như một vị kiếm hiệp hành tẩu giang hồ. Linh kiếm chứa trong vỏ là một loại dưỡng kiếm thuật đặc biệt. Đệ tử Thanh Dương Quan nhìn thấy gã, nhao nhao khom mình hành lễ, mặt mũi tràn đầy kính sợ. Những đệ tử này cũng kính sợ Lý Ngọc Phủ và Thân Thần, nhưng hai loại kính sợ khác nhau, bọn họ sợ Huyễn Ngân hơn kính, bất luận người nào gặp gã biểu hiện trên chiến trường sẽ tràn đầy e ngại. Tại Phong Bạo giới, danh khí Huyễn Ngân cũng không kém nhiều so với quán chủ Lý Ngọc Phủ và minh chủ Thiên Công Minh Thân Thần. Gã đi con đường sát kiếm đạo, trên chiến trường như cá gặp nước, mỗi lần chiến đấu đều xung phong đi đầu, ngự kiếm xông vào trận địa địch. Chỉ thấy kiếm quang lấp lóe, máu tươi tản chi bay như bão tố, sinh mệnh trong nháy mắt bị đoạt đi, lưu lại một bộ thi thể, mà mặt gã lại không đổi sắc. Bất luận địch nhân hay là đồng minh, thấy cảnh này đều sợ hãi. Dưới kiếm kỳ nhân thây nằm vô số, có thể nói là cường giả đi ra từ trong biển máu. Thần thái những đệ tử kia vô cùng cung kính, không dám thở mạnh, cúi đầu không dám nhìn Huyễn Ngân. Huyễn Ngân biết thanh danh của mình, cũng không muốn thay đổi, đây là đạo của gã, không cần để ý ánh mắt người khác. Nếu như địch nhân e ngại gã, chưa chiến mà e sợ càng là chuyện tốt. Thần sắc gã lạnh lùng, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, đi qua trước mặt những đệ tử này, biểu hiện phi thường lãnh đạm. Nếu không phải hậu bối đồng môn, gã thậm chí lười nhác trả lời, nhưng càng là loại biểu hiện này, đối phương mới càng an tâm. Dù cho các đệ tử Thanh Dương Quan, đối mặt Huyễn Ngân cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Nếu như Huyễn Ngân đột nhiên đến một ngày giống như các sư trưởng khác với vẻ mặt ôn hòa, ân cần dạy bảo, bọn họ cảm thấy càng thêm sợ hãi. Huyễn Ngân thù, liễm kiếm ý, đi đến trước cửa hành cung, đang muốn xúc động cấm chế, tiến đến bái kiến quán chủ, ngọc bội treo bên hông chợt hiện linh quang. Thần sắc gã khẽ nhúc nhích, ngừng bước, có chút ngạc nhiên, chợt thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Huyễn Ngân rời đi, chúng đệ tử cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám nghị luận sư trưởng, ai đi đường nấy.
Lúc này, Huyễn Ngân bay xuống bên hông một nhọn núi, ngọn núi này cao ngang với chỗ hành cung chủ phong. Nhưng tới gần đỉnh núi có bày một tòa đại trận, che giấu nơi này, từ bên ngoài nhìn vào chỉ là một tòa sơn phong thường thường không có gì lạ. Đỉnh núi được tạo ra một bình đài hợp quy tắc, làm lôi đài cho đệ tử Thanh Dương Quan luận bàn. Trên lôi đài đứng đấy hai người, chính là Thân Thần và Kiếm Nô. Thân sư huynh mạnh khỏe, Huyễn Ngân rơi xuống đất, chắp tay thi lễ với Thân Thần. Gã là đồ đệ Thượng Quan Lợi Phong, Tần Tang và Thượng Quan Lợi Phong luận giao ngang hàng, nên Lý Ngọc phủ nhận gã làm sư đệ. Bất quá, sau khi Thượng Quan Lợi Phong vẫn lạc, Lý Ngọc phủ và Thân Thần đã chỉ điểm Huyễn Ngân rất nhiều, dù là sư huynh, Huyễn Ngân một mực đối đãi như sư trưởng, cấp bậc lễ nghĩa cẩn thận tỉ mỉ. Hành lễ xong, Huyễn Ngân rời mắt nhìn về phía Kiếm Nô, lúc này gã mới lưu ý đến Kiếm Nô. Kiếm Nô lặng lặng đứng ở nơi đó, thậm chí không cảm ứng được ba động linh lực trên người lão, phảng phất một phàm nhân. Huyễn Ngân lại có thể cảm nhận được trên thân Kiếm Nô một loại thần vận đặc biệt, lập tức nhận ra người này hẳn là một vị kiếm tu. Đáy mắt Huyễn Ngân hiện lên một vệt dị sắc, người này uyên thâm tựa như biển, nhìn không ra, tu vi tất nhiên cao hơn bản thân, phong bạo giới lúc nào xuất hiện một vị cao thủ kiếm tu như vậy. Bởi vì số lượng thanh linh khí có hạn, cấp cho người nào phải cẩn thận suy tính, bình phán thiên phú của mỗi người, tính tình các loại, giao cho người có hy vọng đột phá nhất. Hiện nay tu sĩ hóa thần phong bạo giới hơn 9 thành là mượn nhờ thanh linh khí đột phá, chịu ân huệ, nhận nhân quả. Những người này đều đã xuất hiện trên chiến trường, danh hào rộng lớn làm người biết, không giấu được. Đương nhiên cũng không loại trừ có người lặng lẽ đột phá, e ngại trường hữu tộc, bắt đầu tiềm ẩn. Không phải mỗi người đều lấy đại cục làm trọng, bất luận loại thế cuộc nào cũng tránh không được có người sinh ra dị tâm. Huyễn Ngân không quan tâm lai lịch Kiếm Nô, theo bản năng phản ứng rốt cuộc nhìn thấy một vị đồng đạo cao nhân, có thể xác minh kiếm đạo, linh kiếm sau lưng động theo tâm, vang lên kiếm minh. Cảm nhận được chiến ý của Huyễn Ngân, Thân Thần cười một tiếng, còn không bái kiến Kiếm Nô tiền bối. Mặc dù y và Kiếm Nô cùng thuộc cảnh giới hóa thần, nhưng Tần Tang lấy đạo hữu tương xứng, mà thái độ đối đãi Kiếm Nô rõ ràng không tầm thường, nên gọi là tiền bối. Trừ phi Thiên Việt thượng nhân có bàn giao đặc biệt, Kiếm Nô không thèm để ý lễ nghi, phiền phức, cũng không nói nhiều. Lần đầu nghe thấy danh hiệu Kiếm Nô này, Thân Thần hơi cảm thấy kinh ngạc, dù sao ai lại lấy chữ nô tỳ để gièm pha bản thân. Nhưng nghe Huyễn Ngân nói, cái tên này có một phen thâm ý đặc biệt. Tự xưng Kiếm Nô, tất nhiên trong lòng chỉ có kiếm, là một vị kiếm tu thuần túy, bái kiến Kiếm Nô tiền bối. Trong mắt Huyễn Ngân bùng lên tinh quang, chiến ý không giảm trái lại còn tăng, cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Thân Thần hiểu rõ tính tình vị sư đệ này, đã sớm dự đoán trước, nhìn về phía Kiếm Nô tiền bối, cái này. Kiếm Nô sảng khoái nói, ta đang muốn luận bàn với Huyễn Ngân tiểu hữu một chút kiếm đạo. Thân Thần gật gật đầu, lách mình rời lôi đài, đi xuống bên cạnh đài, mở ra đại trận lôi đài. Trên lôi đài, chỉ còn Kiếm Nô và Thân Thần. Giữa hai người cách xa nhau 10 trượng, mắt nhìn nhau. Huyễn Ngân đeo kiếm, linh kiếm sau lưng liên tiếp chấn động, kiếm minh chấn thiên, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn giết địch cho chủ nhân. Trong tiếng kiếm reo, khí thế của gã không ngừng tích xúc, từng bước kéo lên, cùng kiếm ý hòa làm một thể, phong mang càng ngày càng thịnh. Trái lại Kiếm Nô, thân mang áo đen, hai cước hơi tách ra, hai tay tự nhiên rủ xuống, không nhìn thấy kiếm của lão ở nơi nào. Hai mắt lão hơi đục ngầu, trong mắt cũng không có phong mang, chỉ bình thản nhìn Huyễn Ngân, giống như một vị lão giả thế sự xoay vần đang nhìn một tiểu bối mới ra đời. Ong ong ong, tiếng kiếm reo vang vọng lôi đài. Đột nhiên, Huyễn Ngân nhướng mắt, khí thế rốt cuộc leo lên đến đỉnh điểm, tiếng kiếm reo hơi ngừng. Sang sảng một tiếng, linh kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chợt hiện, như một dòng thu thủy, chói mắt mà lóa mắt. Tại thời khắc này, Thân Thần đang quan chiến thần sắc đột nhiên thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đạo kiếm quang kia ảm đạm xuống, từ đầu đến cuối không hề rời sau lưng Huyễn Ngân, linh kiếm vẻn vẹn rút ra khỏi vỏ kiếm một nửa thì dừng lại tại đó. Linh kiếm chưa từng ra khỏi vỏ, Huyễn Ngân cũng đứng tại chỗ không rời đi nửa bước, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, nơi đó có một thanh kiếm, mũi kiếm trực chỉ mi tâm, cách gã không đến ba tấc. Trong nháy mắt gã xuất kiếm, bỗng cảm giác một luồng nguy cơ lớn lao đến, cũng không chờ gã ngự kiếm phản kích, chuôi kiếm này đã xuất hiện ở trước mặt gã. Huyễn Ngân không có bất kỳ bảo vật hộ thân nào, chỉ có một thanh kiếm,
cùng với kiếm ý khắp nơi bên người là thủ đoạn phòng ngự gã tự hào nhất. Kiếm ý tạo thành bình chướng kiên cố nhất, có thể chống cự bất luận công kích nào của địch nhân, chỉ cần công kích tới gần. Nên đón đối phương sẽ phản kích mãnh liệt, so với bất luận bảo vật hộ thân nào thì tốc độ vẫn nhanh hơn, đáng tín nhiệm hơn. Nhưng lúc gã đối mặt kiếm nô, bình chướng kiếm ý mất đi hiệu lực, chuôi kiếm này đơn giản xuyên qua bình chướng kiếm ý, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt gã, kiếm ý hộ thân, không phản ứng chút nào, hoặc là không kịp phản ứng. Nếu không phải kiếm nô hạ thủ lưu tình, kiếm này khả năng đã đâm vào mi tâm, xuyên thủng đầu gã. Huyễn Ngân biết rõ đây là kiếm của kiếm nô, lại không nhìn thấy kiếm nô tế ra kiếm này khi nào, hoặc thi triển kiếm pháp gì. Huyễn Ngân thử tìm kiếm lý do cho mình, nếu như không phải luận bàn, kiếm nô không dừng tay, gã có thể ngự kiếm ngăn cản, sẽ không phải không hề có lực hoàn thủ. Nhưng Huyễn Ngân thôi diễn nhiều lần, kết luận đều giống nhau, bản thân có lẽ có thể ngăn trở kiếm thứ nhất, nhưng rất khó ngăn trở kiếm thứ hai. Tu sĩ hóa thần chiến đấu, trộn lẫn lấy thiên uy, người tu vi cao có thể dùng thiên uy áp chế đối thủ. Huyễn Ngân biết tu vi mình không bằng kiếm nô, đã sớm phòng bị, thế nhưng đối phương rõ ràng không sử dụng mảy may thiên uy. Đây là một trận đấu kiếm công bằng, mình bại, bại triệt để. Linh kiếm trở vào bao, Huyễn Ngân cúi đầu xuống, nói, ta thua. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3203, Phong Thư. Thân thần không khỏi chấn kinh, gã biết Huyễn Ngân không phải đối thủ của kiếm nô, nhưng chưa từng nghĩ tới, trận chiến lại kết thúc nhanh như vậy, Huyễn Ngân tiếp không nổi một kiếm. Khó trách sư phụ coi trọng kiếm nô như vậy. Thân thần thậm chí hoài nghi, Lưu Ly tiên tử và tộc trưởng Trường Hữu tộc cũng không phải đối thủ của kiếm nô. Gã đang muốn bay tới lôi đài, bên cạnh chợt xuất hiện một bóng người, là Lý Ngọc Phủ tới. Sư huynh, ta thấy rồi. Lý Ngọc Phủ gật đầu, trong mắt lóe lên dị sắc, cảm thán nói, người bên cạnh sư thúc, quả nhiên không có ai tầm thường cả. Thân thần gật đầu, vô cùng tán thành. Hai người bay tới lôi đài, chắp tay chào kiếm nô, đều nhìn sang Huyễn Ngân. Huyễn Ngân không biết hai người đã tới, vẫn còn đứng một chỗ không nhúc nhích, kiếm nô đã thu hồi linh kiếm, ánh mắt Huyễn Ngân rũ xuống. Tựa hồ quay lại một kiếm vừa rồi, đắm chìm trong đó, trên thân tản ra kiếm ý. Thấy gã có thu hoạch, kiếm nô âm thầm gật đầu, là một nhân tài có thể dạy dỗ. Một lát sau, Huyễn Ngân mới tỉnh lại, nhìn thấy Lý Ngọc Phủ, vội vàng hành lễ, tham kiến quán chủ, sư đệ thất lễ. Lý Ngọc Phủ mỉm cười gật đầu, lại trịnh trọng hành lễ với kiếm nô, sư đệ Huyễn Ngân một lòng truy cầu kiếm đạo. Lại khổ vì không có danh sư, không biết tiền bối có thể chỉ điểm không, chúng ta vô cùng cảm kích. Ánh mắt Huyễn Ngân cũng lộ ra vẻ mong cầu, gã cho rằng kiếm đạo thì nên thẳng tiến không lùi, nhưng sẽ không tự đại mù quáng, bất luận cường giả kiếm tu nào, cũng là lão sư của gã. Kiếm nô nhìn Huyễn Ngân, quay người đi xuống lôi đài, ngươi muốn học kiếm, vậy theo ta. Huyễn Ngân cúi người hành lễ, nhanh chóng đuổi theo. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, thân thần cảm thán một tiếng, nhìn sang Lý Ngọc Phủ, hỏi. Sư phụ bế quan rồi sao? Người có dặn dò gì không? Ý, Ngọc Phủ gật đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói thứ gì? Thần sắc thân thần nghiêm nghị, liên tiếp gật đầu. Phía nam Trung Châu, vị trí hơi chếch về phía tây, trên biển có vô số hòn đảo, là chỗ của Trường Hữu tộc. Đảo Châu phân bố có quy luật, tổ hợp thành một quần đảo, Trường Hữu tộc xây dựng kiến trúc, tạo thành phòng tuyến kiên cố. Lúc trước có hung thú từ trong vùng đất ô chọc chạy tới, nhưng chỉ ngẫu nhiên xuất hiện, mà lại mỗi lần. Chỉ có một con, sẽ không phá hoại quá lớn, bị cao thủ Trường Hữu tộc ở chỗ này tu luyện, nhanh chóng vây giết. Cho đến lần kia, cả bầy hung thú tập kích, Trường Hữu tộc tổn thất nặng nề, sau đó bọn họ phát hiện phong bạo giới, Trường Hữu tộc mới đưa quân tới đây đóng trú. Phong bạo giới từng xuất quân phản công mấy lần, lần nào cũng bức Trường Hữu tộc lui tới đây, nhưng không thể tiếp tục tiến bước, có tiến được cũng bị Trường Hữu tộc đánh trở về. Chiến trường một mực duy trì ở giữa hai hải vực, hai bên đều lui tiến nhiều lần. Hiện tại Trường Hữu tộc đắc thế, chiếm được Tây Hoang. Vượt qua quần đảo thứ nhất, đằng sau vẫn còn hai quần đảo, Trường Hữu tộc có thể vừa lui vừa tiến, thọc sâu vào chiến trường, phong bạo giới có phần không bằng. Lúc hung tú tập kích nơi này, tộc nhân tử thương vô số, qua mấy trăm năm nghỉ ngơi, đang từ từ khôi phục.
Ngoài ba quần đảo, còn có một châu lục bát ngát, là nơi giàu có nhất, địa vực hạch tâm nhất, danh môn vọng tộc đều ở đây, còn có tổ thánh điện của Trường Hữu tộc. Tổ thánh điện là thánh địa quan trọng nhất của mỗi bộ tộc, trong điện cung phụng tiên tổ, dị nhân tộc cho rằng thành kính cung phụng tiên tổ mới chỉ dẫn bọn họ tìm kiếm đại đạo. Châu lục này tên là Thánh Mộc Nguyên, truyền thuyết kể rằng tiên tổ Trường Hữu tộc tọa hóa tại đây, đắm chìm ở bên trong một thánh hồ. Thánh Mộc Nguyên có nhiều con sông lớn, phân nhánh khắp nơi, thời tiết mưa nhiều, gần 6 thành trở lên là nước, còn lại là đầm lầy, cùng với rừng nước ngập, rất ít nơi khô ráo. Lục địa bị sông lớn chia cắt thành từng khối, toàn bộ lục địa nhìn tựa như quần đảo. Hoành cảnh thích hợp Trường Hữu tộc sinh sống, bọn họ trời sinh am hiểu ngự thủy, phàm nhân cũng thích nước. Thánh hồ là thánh địa của Trường Hữu tộc, tổ thánh điện được xây ở giữa hồ. Tộc trưởng và tộc lão có trách nhiệm bảo vệ tổ thánh điện, trừ phi gặp đại sự, sẽ không rời khỏi thành hồ. Phủ của tộc trưởng ở gần bờ thánh hồ, lúc này tộc trưởng đang bế quan trong phủ. Bên trong tĩnh thất, một ngọn đèn dầu lẳng lặng đung đưa. Tộc trưởng ngồi xếp bằng dưới cây đèn, ngọn đèn bốc cháy, tạo ra một sợi khói trắng, bị đối phong hút vào mũi. Dầu đốt đèn là linh vật đặc biệt, khi lửa cháy, sẽ tản ra mùi thơm ngát, có hiệu quả ổn định tâm thần. Phụ trợ tu hành, loại dầu này có số lượng rất ít, chỉ tộc trưởng và tộc lão mới được hưởng dụng. Dưới trướng Chu Yếm tộc, có nhiều ngự tộc dũng mãnh thiện chiến, nhục thân mạnh mẽ. Trường Hữu tộc cũng không ngoại lệ, phần lớn tộc nhân uy vũ hùng tráng. Vị tộc trưởng này, thân hình lại thấp bé gầy còm, chỉ cao gần nửa tộc nhân bình thường, hai má gần như lõm xuống, làm cho dung mạo càng thêm xấu xí, bốn cái tai thì rất lớn, hình dạng hơi đặc biệt. Đang tĩnh tu, cái tai chợt nhúc nhích, tộc trưởng mở mắt ra, tĩnh thất được thắp sáng. Cấm chế trên cửa thất bị người bên ngoài xúc động, tộc trưởng cảm ứng được là đứa con thứ ba mình coi trọng nhất, trước khi ông bế quan từng dặn dò, những người khác không dám tới quấy rầy. Mi tâm nhăn lại, quát hỏi, chuyện gì? Phụ thân. Tam tử hơn bối rối gọi một tiếng, tựa hồ gặp chuyện gì đáng sợ, có người đưa thư cho phụ thân, người đó đợi phụ thân ở bên ngoài thánh địa. Tộc trưởng ngưng mắt lại, con của mình cũng có tu vi không cảnh nhất trọng, người nào có thể làm cho nó kinh hoàng như thế, không để ý hậu quả, quấy nhiễu mình tu luyện, cũng phải ngoan ngoãn đưa tin tới. Cửa tĩnh thất chậm rãi mở ra một cái khe, không hề có một tiếng động. Tam tử nâng một phong thư lên, chợt thấy trên tay trống rỗng, bức thư bay vào trong tĩnh thất. Tộc trưởng mở thư ra, nhìn thoáng qua, thần sắc đột biến. Ông chậm rãi đứng dậy, chẳng biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt âm tình bất định, sau cùng khôi phục bình tĩnh, đi ra tĩnh thất, nói với tam tử, giữ kín chuyện này. Tam tử run lên, vội vàng nói, hài nhi tuân lệnh. Chương 3204, Ngọc Dương thần nhũ. Nhi tử tộc trưởng nhớ lại quá trình tín phù đưa đến trong tay gã, vẫn cảm thấy kinh dị. Có thể lặng yên không một tiếng động động tay chân trên người gã, người sau lưng rất có thể là cường giả không cảnh nhị trọng. Cường giả bực này lúc này xuất hiện ở đây, mà lại dùng loại thủ đoạn này tìm cha con bọn gã, ý vị thế nào? Gã không dám nghĩ sâu. Nhìn thấy nhi tử lo sợ bất an, Trường Hữu tộc trưởng nhíu mày nói, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Bảo ta sau này làm sao yên tâm giao vị trí tộc trưởng cho ngươi. Mặt mũi nhi tử tộc trưởng tràn đầy hổ thẹn. Trường Hữu tộc trưởng hừ một tiếng, cất bước đi ra ngoài phủ, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi hóa không, không làm kinh động bất luận kẻ nào trong phủ. Bên ngoài phủ là thánh hồ, sóng biếc mênh mang, một tòa thạch điện cổ lão như ẩn như hiện giữa hồ, kèm thêm khí tức cường đại, hộ vệ tinh nhuệ nhất Trường Hữu tộc đang thủ hộ ở đó. Trường Hữu tộc trưởng nhìn chăm chú cổ điện, giống như đang do dự cái gì, không lâu sau hóa thành một sợi sương khói. Một mình đi ra ngoài thánh địa, không đưa tin cho tộc lão khác, cũng không triệu tập hộ vệ đi theo. Bay ra thánh địa là một mảnh dãy núi cao thấp phập phồng, nơi này không thể nghi ngờ cũng là thánh địa tu hành, nhưng không có người Trường Hữu tộc mở động phủ ở đây, miễn cho va chạm thánh địa. Khắp núi là tùng bách, chim hót hoa nở. Trường Hữu tộc trưởng xuyên qua từng dãy núi, bỗng nhiên dừng lại, ở giữa không trung hiển lộ ra thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trên đỉnh núi đang đứng một người. Người này chắp tay đưa lưng về phía lão, thân ảnh mờ ảo, phảng phất bị một tầng sương mù bao phủ. Thấy không rõ hình dáng tướng mạo, tự nhiên cũng không thể từ bề ngoài phán đoán người này đến từ bộ tộc nào.
Trong mắt Trường Hữu tộc trưởng lóe lên tinh mang, âm thầm thôi vận linh nhãn thuật, lại mảy may nhìn không thấu tầng sương mù kia. Người này đứng ở nơi đó, trong mắt Trường Hữu tộc trưởng, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại người này, hoặc người này chính là thiên địa. Ngay một khắc trước đó, lão rõ ràng không chú ý tới có người này, phảng phất trống rỗng xuất hiện ở nơi đó. Nhưng Trường Hữu tộc trưởng có thể xác định, người này cũng không phải đột nhiên xuất hiện, từ đầu đến cuối vẫn ở nơi đó. Chỉ là lúc người này muốn để cho mình nhìn thấy, chính mình mới có thể nhìn thấy y. Không cần làm bất luận thăm dò gì, tu vi của đối phương không cần nói cũng biết. Trường Hữu tộc trưởng không để cho tộc lão đi cùng, bởi vì đối mặt cường giả không cảnh nhị trọng, nhiều người hơn nữa cũng không có ý nghĩa. Nếu như đối phương lòng mang ác ý, dù lão trốn vào thánh hồ, cũng không có lòng tin ngăn trở được. Mà đối phương dùng loại phương thức này đưa tin, không thương tổn cha con bọn lão, cử động lần này hàm ẩn một phần thiện ý. Thần sắc Trường Hữu tộc trưởng ngưng trọng, bay đến phụ cận, khom mình hành lễ với người thần bí, chẳng biết là tiền bối nào đến tiểu tộc, dân trác ở đây bái kiến. Ngươi đã đọc lá thư kia? Người thần bí chậm rãi quay người. Tâm thần dân trác trùng điệp nhảy một cái, trong tầng sương mù kia tựa hồ có một đôi con ngươi thâm trầm nhìn chăm chú mình. Chẳng biết là thiện ý hay là ác ý, người thần bí cũng không cho thấy thân phận, dân trác đã sớm đoán trước, khẽ gật đầu một cái. Ha ha, người thần bí phát ra tiếng cười không rõ, ngươi giống như không tin nội dung trên đó. Trên thư nói tộc ta sắp đại nạn lâm đầu, lại không nói nguyên nhân kiếp nạn, có vẻ nói chuyện giật gân, thứ cho vãn bối khó mà tin tưởng. Nhưng việc này liên quan đến thịnh vượng toàn tộc, vãn bối thẹn làm tộc trưởng, cho nên không thể không đến. Dân trác ngẩng đầu, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti, tiền bối có thể giải hoặc cho vãn bối. Người thần bí nhìn hướng đông bắc, thản nhiên nói, nếu như địch nhân của ngươi hiện tại khả năng có cao thủ không cảnh nhị trọng tọa trấn, mà không chỉ có một người. Cái gì? Trong lòng dân trác kinh hãi, địch nhân của bọn lão hiện tại chỉ có đám dị tộc từ vùng đất ô chọc đi ra, trong địch nhân xác thực không thiếu kỳ tài ngút trời. Thí dụ như Lưu Ly tiên tử, nhưng nàng này tuyệt không có khả năng nhanh như vậy đột phá không cảnh nhị trọng. Lão đã chạm đến tầng chướng ải kia, xác nhận một chuyện, thanh linh khí gần như không trợ giúp gì cho không cảnh nhị trọng. Trường Hữu tộc chí ít vẫn còn nội tình tích lũy từ thượng cổ, những dị tộc kia thì có cái gì? Người thần bí lại nói dị tộc không chỉ có một vị không cảnh nhị trọng, quả thực là lời nói vô căn cứ. Không đợi dân trác lên tiếng phản bác, người thần bí thản nhiên nói, đoạn thời gian trước, có một gã cao thủ yêu tộc cưỡi na di trận đến đây. Dựa theo cách nói của những dị tộc kia, hẳn là luyện hư kỳ. Người này hiện tại tung tích không rõ, nhưng rất có thể đã đi tới phía đông. Nếu như bọn hắn gặp nhau, ngươi cảm thấy những dị tộc này có thể đầu nhập vào yêu này hay không? Cho dù tâm trí dân trác kiên nghị, nghe được tin tức này cũng không khỏi biến sắc. Một mực có tin đồn, thủy bộ và thiên bộ đấu tranh không chỉ giới hạn trong dị nhân tộc, thượng tộc thiên bộ cố ý giao hảo với Đông Hải thủy tộc. Bất quá bản tâm dị nhân tộc cũng không hoan nghênh dị tộc tiến vào vụ hải, dù cho giao hảo với yêu tộc, cũng rất ít ẩn hiện tại vụ hải. Giữa các bộ dị nhân tộc bị bình chướng sương mù ngăn cách, qua lại cần đi qua Na Di trận, có thể tiến đến đều là cường giả trong yêu tộc. Những cường giả này thần long thấy đầu không thấy đuôi, tiểu tộc bình thường căn bản không tiếp xúc được, nên Trường Hữu tộc cũng không lo lắng phong bạo giới sẽ liên lạc Đông Hải thủy tộc. Bất quá, Trường Hữu tộc cũng không phải là không đề phòng, một mực săn giết thám tử phong bạo giới phái ra, phong xích bọn họ ở đây. Thế nhưng nếu là cường giả yêu tộc chủ động đi tới, Trường Hữu tộc cũng không thể phòng được. Đối phương chính là dị tộc, có lẽ trong lòng còn có lo lắng, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, chỉ khi nào hắn quyết định xuống tay với các ngươi, ha ha. Người thần bí cười một tiếng, có thượng cổ minh ước, Chu Yếm sẽ không ngồi nhìn Trường Hữu tộc bị diệt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ngươi cho rằng, ngươi và những tộc lão kia có thể may mắn thoát khỏi sao? Tranh đấu của các ngươi, hậu quả sẽ do các ngươi thậm chí toàn tộc tiếp nhận, đây là quy củ. Kết quả chính là, các ngươi câu diệt, Trường Hữu tộc biến thành nô lệ tộc khác. Người thần bí nói thản nhiên, không chút ý mê hoặc, chỉ bình thản kể rõ một sự thật. Một sự thật khiến dân trác sợ hãi. Thần sắc dân trác biến ảo chập chờn, tin tức này thật đáng sợ. Nếu như tin tức này là thật, Trường Hữu tộc đã đến biên giới sinh tử tồn vong. Thế nhưng người này vì sao nhắc nhở bản thân, chỉ là đơn thuần có lòng tốt sao? Người này rốt cuộc là ai? Tiền bối. Dân trác há miệng,
chợt thấy người thần bí nâng tay phải lên, lòng bàn tay lấp lóe bạch quang, hiện ra một bình ngọc. Trong bình ngọc chứa một giọt dịch màu ngà sữa, tản ra bạch quang ôn nhuận, cách mỗi ba hơi lại có một vệt quang mang huyền hoàng hiện lên, lộ ra nặng nề dị thường, phảng phất nặng vạn tấn. Dân Trác đầu tiên khẽ giật mình, cảm thấy loại linh dịch này khá quen mắt, chợt nghĩ đến một vật, hoảng sợ nói, Ngọc Dương Thần Nhũ. Ngọc Dương Thần Nhũ chính là một trong linh dược mà Vũ Hải sản xuất ra, nghe nói nơi sản xuất bị thượng tộc nào đó nắm giữ, số lượng thưa thớt, phía ngoài càng chân quý, những tiểu tộc bọn lão không dám hy vọng xa vời. Dân Trác muốn đột phá không cảnh nhị trọng, còn cần dược lực bên ngoài tương trợ, cũng từng nghĩ đến Ngọc Dương Thần Nhũ. Nhưng lập tức bỏ đi ý nghĩ này, có thể mua được linh dược dược tính kém một chút, lão đã đủ hài lòng. Ngọc Dương Thần Nhũ chân quý như thế, không chỉ có thể trợ giúp đột phá, còn có thể vững chắc căn cơ. Lão còn phát hiện, Ngọc Dương Thần Nhũ trong bình đã qua tinh luyện, nhất định phải là cao thủ không cảnh nhị trọng đích thân xuất thủ mới có thể làm được, dược tính không thể nghi ngờ càng cao hơn một tầng. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3205, Hạc Cao Chân Nhân. Nếu nuốt giọt Ngọc Dương Thần Nhũ này, không lâu sau ông có thể thử trùng kích bình cảnh, tỷ lệ thành công tăng nhiều. Trong mắt Dân Trác lóe lên vẻ tham lam, bảo vật dụ hoặc quá lớn, nhưng không bị choáng váng đầu óc. Ông hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Tiền bối có ý gì? Ăn thần nhũ, đột phá không cảnh nhị trọng, vượt qua kiếp nạn này. Bình ngọc từ trong bàn tay người thần bí bay tới trước mặt Dân Trác. Nhìn thần nhũ gần trong gan tấc, ánh mắt Dân Trác nóng thêm mấy phần, may hắn vẫn còn tỉnh táo. Đối phương có hai cường giả không cảnh nhị trọng, dù vãn bối đột phá cũng không phải đối thủ. Người thần bí ý vị thâm trường nói, đến lúc đó sẽ có người đến giúp ngươi. Hai mắt Dân Trác sáng lên, đột nhiên cảm thấy ngạt thở, mình bất giác rơi vào trong âm mưu to lớn. Ông cũng biết, không thể lấy không chỗ tốt, mà lại chỗ tốt còn lớn như thế. Đối phương muốn mình và Trường Hữu tộc trở thành quân cờ. Dân Trác im lặng, dù có biết rõ thì thế nào, mình dám cự tuyệt, nỡ bỏ Ngọc Dương Thần Nhũ sao? Nếu vãn bối nhận Ngọc Dương Thần Nhũ, Dân Trác do dự nói, tiền bối cần vãn bối làm cái gì? Cừu hận giữa hai tộc, há lại không báo, nên làm cái gì thì làm cái đó, người thần bí thản nhiên nói. Vừa dứt lời, thân ảnh người thần bí chợt mơ hồ, biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một câu. Ta để thần nhũ lại, ngươi có thể tới lấy bất cứ lúc nào. Trên đỉnh núi trống rỗng, Dân Trác nhìn Ngọc Dương Thần Nhũ rơi vào dãy ruộng. Cuối cùng không đưa tay ra lấy, quay người bay về Thánh Hồ, để Ngọc Dương Thần Nhũ lại. Nhìn ra được, người thần bí có lưu lại cấm chế trên Ngọc Dương Thần Nhũ, toàn tộc chỉ có ông nhìn thấy, để ở chỗ này cũng không sợ bị người khác lấy đi. Nếu có cường giả không cảnh nhị trọng đi ngang qua, cướp mất Ngọc Dương Thần Nhũ, chưa chắc là chuyện xấu. Ông cần suy nghĩ thật kỹ. Tam tử vẫn đứng ngoài tĩnh thất, thấy phụ thân bình yên về, thần sắc buông lỏng, vội vàng nghênh đón, phụ thân. Không ngờ, phụ thân không để ý tới gã, tiến vào tĩnh thất, thôi động cấm chế, đóng cửa lại. Tam tử bị ngăn ngoài cửa, trong lòng càng không yên. Trong tĩnh thất, Dân Trác khoanh chân ngồi xuống, hơi khói bay lờ mờ, giúp ông tỉnh táo hơn. Ông cẩn thận nhớ lại từng câu nói, từng động tác của người thần bí, cùng với hàm nghĩa ẩn trong lời. Con đại yêu kia đến đây ngay lúc này, là trùng hợp, hay là có mưu đồ khác? Người thần bí là ai? Vì sao nhằm vào đại yêu, muốn mình đối đầu đại yêu, đến cùng có mục đích gì? Hơn nữa, những người này biết bao nhiêu? Thời gian lẳng lặng trôi qua, không thấy dầu đốt giảm xuống chút nào. Không biết qua bao lâu, thần sắc Dân Trác rốt cuộc nổi lên một tia gợn sóng, như mới tỉnh mộng. Đôi mắt chậm rãi chuyển động, nhìn về phía đông, ánh mắt tĩnh mịch. Sau một hồi lâu, bờ môi khẽ nhúc nhích, lầm bầm ra một câu. Đại Dư Tiên Sơn, Lộc Giã. Ngày nay, Lộc Giã đổi mới, cung điện Lầu Các đều bị chuyển xuống dưới, rừng trúc giả dích, yên tĩnh như ngày xưa. Đệ tử Thanh Dương Quan đều rời khỏi Lộc Giã, tìm Linh Sơn, mở động phủ tạm thời. Thanh Dương Quan hiện tại không có bất kỳ cái gì để chống đỡ ngoại địch. Ít nhất chờ bố trí hộ sơn đại trận đệ nhất trọng được hình thức ban đầu mới xem như bước lên con đường phát triển, toàn bộ quan đang bận rộn.
Lý Ngọc Phủ và Thân Thần ở trong tĩnh thất bên trên lộc giã, hợp lực luyện chế trận khí. Thân Thần có thể ngồi lên vị trí minh chủ thiên công minh, tạo nghệ luyện khí cao không thể nghi ngờ, nhưng có một số trận khí quá phức tạp, cần Lý Ngọc Phủ tương trợ. Hai người ngồi đối diện nhau, ở giữa có một cái thủy cầu đang lơ lửng trong hư không, phát ra lam quang. Bên trong thủy cầu có một cây linh kỳ, mặt cơ không có đồ án, trống rỗng. Vẻ mặt Thân Thần nghiêm túc, đánh một đạo ấn quyết về phía thủy cầu, Lý Ngọc Phủ chỉ cần nhìn chằm chằm Thân Thần, mô phỏng theo động tác của gã, cho nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Thôn phệ trọn vẹn hơn trăm đạo ấn quyết, thủy cầu rốt cuộc có động tĩnh, mặt ngoài nổi lên sóng nước dập dờn, bên trong sinh ra nhiều dòng nước tinh tế, dòng nước vây quanh linh kỳ, chuyển động cực nhanh. Bỗng nhiên có một dòng nước, giống như một sợi roi, hung hăng quật lên linh kỳ, mặt cờ chấn động, thôn phệ dòng nước, trên mặt cờ theo đó hiện ra một dấu vết màu lam. Quá trình như vậy cứ tiếp tục, dấu vết trên mặt cờ càng ngày càng nhiều, cuối cùng tạo thành đồ án vô cùng phức tạp, tỏa ra lam quang chói mắt. Đợi lam quang tán đi, linh kỳ rơi vào trong tay Thân Thần, mặt cờ biến thành màu lam nhạt, nhu hòa như nước. Rốt cục thành một cây, đa tạ sư huynh tương trợ. Thân Thần hít sâu một hơi, những ngày qua, gã lãng phí không ít linh tài, áp lực rất lớn. Lý Ngọc Phủ đều nhìn thấy, an ủi, sư đệ không cần vội, chỉ cần sư đệ dốc lòng lĩnh hội, làm từng bước, nhất định sẽ luyện thành xong toàn bộ. Thân Thần lắc đầu, gã coi lần luyện khí này là khảo nghiệm của sư phụ, quyết tâm làm tốt nhất. Thu hồi linh kỳ, Thân Thần lấy ra một số linh tài, bắt đầu lĩnh hội cây trận kỳ tiếp theo. Đúng lúc này, thần sắc Lý Ngọc Phủ hơi động, nhìn ra ngoài, nói, khách quý đến, vi huynh đi chút. Gã bay ra lộc giã, nhìn thấy một cỗ hạc liễn từ chân trời bay tới, tiên hạc trắng tinh, thần tuấn bất phàm. Có một đạo nhân mặc áo bào xanh ngồi trên hạc liễn, đang nhìn mặt đất. Lý Ngọc Phủ bay tới đón, đạo nhân cũng nhìn thấy gã, chủ động dừng hạc liễn lại. Chân nhân hữu lễ, Lý Ngọc Phủ trịnh trọng thi lễ. Người tới chính là Hạc Cao chân nhân, quán chủ hiện tại của Bát Cảnh Quan, địa vị tôn sùng, tu vi thâm hậu. Cam Lộ Thiền Viện, Bát Cảnh Quan và Thiên Hạo Lâu tạo thành Tam Giáo Minh, vẫn là bá chủ Trung Châu. Lý Ngọc Phủ biết, đối phương biết Thanh Dương Quan xây sơn môn ở đây, cố ý tới thăm dò. Thanh Dương Quan cũng không che giấu, Huyễn Ngân bị gọi về từ tiền tuyến, Thân Thần xin nghỉ Thiên Công Minh, ngoài những đệ tử gánh vác trách nhiệm đóng giữ phòng tuyến, những đệ tử còn lại đều bị gọi về. Bắc Hải chỉ để lại Ngọc Nô tọa trấn. Thanh Dương Quan xây dựng sơn môn đã truyền khắp cả giới, trong khoảng thời gian qua không ít người tới đây. Hạc Cao chân nhân chắp tay hoàn lễ, cảm thán nói, Lý quán chủ, không ngờ quý quan mở ra thịnh cảnh như thế chỉ trong thời gian ngắn, chắc hẳn không lâu nữa sẽ biến thành tiên sơn phúc địa. Hộ sơn đại trận chưa thành đã phức tạp như thế, tất nhiên sẽ cực kỳ huyền diệu, chẳng lẽ là thủ bút của tiên tử Lưu Ly? Ai cũng biết Thanh Dương Quan xây dựng sơn môn, con nai nhỏ muốn trưởng thành. Hiện tại chiến trường tạm thời rơi vào giằng co, Trường Hữu tộc chiếm được ưu thế càng ngày càng nhỏ, Thanh Dương Quan động thủ ngay lúc này cũng có lý. Bất quá, Thanh Dương Quan xây dựng sơn môn gần Bắc Hoang, bọn họ không thể không coi trọng. Chương 3206, Đại trận Hộ Sơn. Hỏa nhãn kim tinh của chân quân, căn cơ đại trận chưa thành, có thể nhìn ra nhiều như vậy, bần đạo bội phục. Bần đạo đột phá hóa thần đã có ý này, cùng thân sư đệ thôi diễn trận này, quả thực hao phí không ít tâm huyết. Mỗi lần gặp phải nan quan, sẽ mặt dày thỉnh giáo Lưu Ly tiên tử. Lưu Ly tiên tử thậm chí trợ giúp chúng ta thôi diễn phần mấu chốt đại trận, trợ giúp chúng ta cực lớn, không thể báo đáp. Lý Ngọc Phủ chắp tay về hướng Bắc, giọng thành khẩn nói. Hạc Cao chân quân lộ vẻ hâm mộ, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, đợi trận này thành, chắc sẽ là đại trận hộ sơn đệ nhất phong bảo giới. Không ngờ Lý quán chủ xuất thủ không tầm thường, trên đạo trận cấm cũng có tạo nghệ cao thâm như vậy. Lý Ngọc Phủ khiêm tốn nói, chân quân quá khen rồi, tầm mắt bần đạo có hạn, trận này kỳ thực có nhiều chỗ không hoàn mỹ, bần đạo vắt hết óc. Sau cùng chỉ có thể dùng một chút biện pháp đần, bổ sung từng chút một, miễn cưỡng duy trì trận thế, chờ sau này cải thiện dần. Quý quan nếu nguyện ý trùng luyện đại trận hộ sơn hoặc là tam giáo minh hợp lực luyện trận, tất nhiên hơn xa trận này. Nếu không phải là đại trận hộ sơn của bản quan, bần đạo chắc chắn đăng môn thỉnh giáo chân quân. Đã là đại trận hộ sơn, tự nhiên phải phòng ngừa ngoại nhân tham dự,
đây cũng là chuyện thường tình. Tiếp theo y lại thở dài, căn cơ Thanh Dương Quan còn thấp, dù biết rõ vô cùng gian nan, nhưng vì đệ tử hậu bối có một chỗ dung thân, cũng không thể không làm. Hạc Cao Chân Quân cười trừ, gã cũng không phát giác gì dị thường, cho rằng Lý Ngọc Phủ nói nơi ấy là hợp tình hợp lý. Thanh Dương Quan đã có khí tượng đại phái, môn nhân đệ tử vô số, Lộc Giã đã sớm chật trội. Mấy chỗ biệt quan cũng chứa không được nhiều người, các đệ tử phân tán các nơi, tâm tư lo lắng, ngược lại bất lợi cho việc ngưng tụ nhân tâm. Hiện tại thế cuộc dần dần chuyển biến tốt đẹp, Thanh Dương Quan lựa chọn lúc này mở sơn môn, dù lộ ra khá đột ngột, cũng là việc nên làm. Vừa rồi gã quả thật bị quy mô đại trận làm kinh ngạc, không ngờ Thanh Dương Quan bỏ ra đại thủ bút như thế. Nhưng nghĩ lại, trận cơ cũng mới bố trí một phần nhỏ, thông qua những thứ này tiến hành suy tính, khó tránh khỏi sai lầm. Linh trận có quy mô hùng vĩ, không có nghĩa là thực tinh diệu, còn có thể vì truy cầu uy lực, thêm các vật khác vào. Có lẽ tựa như Lý Ngọc Phủ nói, linh trận nhiều người bố trí, chỉ là một tòa cấm trận cồng kềnh mà thôi. Đương nhiên, Lưu Ly Tiên Tử cũng có tham dự thôi diễn trận này, Hạc Cao Chân Quân không dám kết luận. Gã và Lý Ngọc Phủ chậm rãi bay hướng hành cung, con mắt một mực không rời mặt đất, ý đồ tìm ra một chút dấu vết để lại. Hiện tại xem như giai đoạn chuẩn bị, Thanh Dương Quan còn có thể cho phép những người ngoài bọn gã tiến đến, sau một đoạn thời gian sẽ không được phép nữa. À, Hạc Cao Chân Quân quả nhiên nhìn ra một chút mánh khóe, bố cục này. Lý Quán Chủ tựa hồ phân tách cả tòa đại trận, chia cắt thành từng tòa phân trận, cuối cùng dung hợp làm một. Không thể gạt được pháp nhẫn chân quân. Lý Ngọc Phủ bội phục nói, bần đạo chính là ý này, chân quân cho rằng làm vậy được không? Hạc Cao Chân Quân vuốt râu nói, phàm là linh trận, nhất định có thể chia nhỏ, truy cứu căn cơ, bất luận quá trình bố trí linh trận nào, kỳ thật đều là phân trước hợp sau. Chỉ có điều, Lý Quán Chủ tựa hồ chia cắt đại trận quá nhỏ, nhiều phân trận như vậy, ý. Hạc Cao Chân Quân trầm mặc một hồi, trong lòng thoáng suy tính, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, làm như thế, tất nhiên nửa quá trình trước nhẹ nhõm. Đợi đến bước hợp trận, độ khó ngược lại gia tăng, trừ phi mời Lưu Ly Tiên Tử đích thân xuất thủ, nếu không. Chẳng biết Lý Quán Chủ còn có diệu kế gì không? Lý Ngọc Phủ thản nhiên nói, Lưu Ly Tiên Tử chính là trụ cột giới này, việc nhỏ này sao dám quấy nhiễu Lưu Ly Tiên Tử bế quan. Bần đạo cũng không có diệu kế gì, đợi về sau hiệu triệu toàn tông, mỗi đệ tử tọa trấn một tòa phân trận, để bọn hắn sớm lĩnh hội, trên dưới một lòng. Tổng khắc vào, cái này, Hạc Cao Chân Quân chần chừ, bởi vì không hiểu rõ toàn cảnh đại trận, gã không thể phán đoán làm như vậy có thể thực hiện hay không. Lý Ngọc Phủ đã dám làm, chắc là có cơ sở để tin tưởng. Bất quá, Hạc Cao Chân Quân nhíu mày, nếu làm như thế, đến lúc đó, quý quan rất khó phân tâm ngoại vật, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Không sai, Lý Ngọc Phủ gật gật đầu, bần đạo vốn định qua một thời gian ngắn sẽ đăng môn bái phỏng, thương nghị với Tam Giáo Minh một chuyện. Hôm nay vừa vặn có cơ hội, nên hỏi ý kiến chân quân trước. Hạc Cao Chân Quân đã có thể đoán ra một hai, lặng lẽ nói, mời Lý Quán Chủ nói. Hai người vừa lúc bay tới gần hành cung. Lý Ngọc Phủ lệnh đệ tử dẫn Linh Hạc kéo xe đi chăm sóc, mời Hạc Cao Chân Quân nhập điện an tọa, mới nói, những năm qua mấy lần phản công, chân quân cho là chúng ta chưa đạt được chỗ tốt thực chất. Hạc Cao Chân Quân suy tư nói, ngoại trừ đả diệt khí diễm trường hữu tộc, xáo trộn bố trí của bọn hắn, thu được nhất thời an ổn, tựa hồ không có chỗ tốt nào. Những nơi đoạt lại được, chậm rãi bị đoạt lại. Đúng là như vậy. Lý Ngọc Phủ gật đầu, có người một mực cổ động phản công, nhưng bần đạo cho rằng cử động lần này được không bù mất. Lưu Ly Tiên Tử đang lúc bế quan, không nên quấy rầy. Đại quân trường hữu tộc chiếm cứ Tây Hoang, giống như cũng chỉ là quấy rối, không có dục vọng xâm chiếm quy mô. Chúng ta không bằng mượn cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc lực lượng, tạm không đi trêu chọc trường hữu tộc. Hạc Cao Chân Quân rơi vào trầm tư, nghe ra được tư tâm của Lý Ngọc Phủ, chỉ muốn tránh đại chiến với trường hữu tộc. Thanh Dương Quan mới có thể triệu hồi đệ tử, có đủ thời gian bố trí đại trận hộ sơn. Gã đã sớm đoán trước, nhưng trong lời nói của Lý Ngọc Phủ lại lưu ý đến một tin tức khác. Lần trước sau khi tranh đoạt thanh linh khí, Lưu Ly Tiên Tử bế quan đến nay cũng không lộ ra nguyên nhân bế quan. Nghe lời nói Lý Ngọc Phủ, tựa hồ dù hai tộc phát sinh đại chiến, Lưu Ly Tiên Tử cũng sẽ không dễ xuất quan. Rốt cuộc chuyện gì trọng yếu như vậy?
Có tin tức nói lần trước Lưu Ly tiên tử một mình chặn đường Trường Hữu tộc trưởng, bản thân bị trọng thương, nhưng lúc trận chiến này kết thúc, gã cũng không thấy trên thân Lưu Ly tiên tử có dị dạng gì, không biết có phải Lưu Ly tiên tử che giấu quá tốt hay không. Nghe đồn là Lưu Ly tiên tử bế quan lần này là đang trùng kích luyện hư, Hạc Cao chân quân đặt thẳng câu hỏi. Chẳng biết tin đồn đến từ đâu, ngay cả đồng cung chủ cũng không rõ tu vi Lưu Ly tiên tử đến mức nào, luyện hư kỳ khẳng định không dễ đột phá như vậy. Lý Ngọc Phủ khẽ lắc đầu, bần đạo ngược lại kỳ vọng tin đồn là thật. Theo bần đạo thấy, trừ phi bị Trường Hữu tộc đánh vào phúc địa, cũng không cần để ý. Thanh linh khí mới là căn bản, chúng ta tốt nhất chính là nghỉ ngơi dưỡng sức, toàn lực cướp đoạt nhiều thanh linh khí. Chỉ cần có người có thể đột phá luyện hư là có thể giải quyết triệt để ngoại hoạn. Thấy Hạc Cao chân quân trầm mặc không nói, Lý Ngọc Phủ lại từ tốn nói, chân quân có chú ý đến, sau khi đại chiến lần trước, Trường Hữu tộc trưởng cũng đã lâu không có tin tức. Hạc Cao chân quân không khỏi biến sắc, nhưng thoáng qua thì khôi phục bình thường. Đại chiến qua đi, Trường Hữu tộc trưởng bế quan luyện hóa thanh linh khí là chuyện rất bình thường, không thể đơn giản suy đoán lão muốn đột phá. Hóa thần gian nan như vậy, nếu không có thanh linh khí, chẳng biết có bao nhiêu đạo hữu đã về với bụi đất, huống chi luyện hư. Trường Hữu tộc một mực không phải vượng tộc gì, an phận ở một góc, nội tình có hạn, chắc hẳn cũng rất khó chiếm được thần dược gì khác. Bị bình cảnh vây nhốt mấy trăm năm, không thể bình thường hơn được. Đang suy nghĩ, Hạc Cao chân quân và Lý Ngọc Phủ bỗng nhiên cùng nhìn về phía ngoài điện, cảm giác được một luồng khí tức mạnh mẽ bay tới gần. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đả Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3207, Kim Thiềm Vương. Lại có khách quý lâm môn, chân quân đợi chút. Lý Ngọc Phủ chắp tay, đi ra ngoài nghênh đón. Người tới từ phía tây, chỉ thấy một đám mây màu vàng rực rỡ, chiếu sáng cả bầu trời. Mộ nam tử mặc kim bào, phá không bay tới. Người này mắt nhỏ miệng rộng, thân hình hơi mập lùn, khí vũ hiên ngang, có uy nghi của vương giả, thân khoác kim bào, trên kim bào có hoa văn, tạo thành đồ án quái dị, nhưng không làm mất khí độ. Thấy người tới, con ngươi Lý Ngọc Phủ co rụt lại, thi lễ từ xa, không biết Kim Thiềm Vương giá lâm, bần đạo không thể tiếp đón từ xa. Người tới chính là vương của Kim Thiềm tộc, là bộ tộc đến từ Yêu Hải. Yêu tộc đến từ Yêu Hải, có tập tính khác với yêu tộc tại Đông Hải, bọn họ đều xưng vương, không thích ngoại nhân gọi mình là đại thánh hoặc thánh vương. Theo tập tục của bọn họ, vương của một tộc có ý nghĩa rất tôn quý. Dù cho đối mặt tiểu tộc, những đại tộc khác dũng sẽ đối đãi như vương giả. Thế lực yêu tộc tại Yêu Hải, ba tộc Long, Phượng và Kim Thiềm có thực lực mạnh nhất, Hoàng Vương đã vẫn lạc bởi tâm ma kiếp khi đột phá hóa thần, không người kế tục, dẫn đến Phượng tộc dần dần suy thoái. Hiện tại vẫn là cường tộc, nhưng phát triển không bằng Giao Long tộc và Kim Thiềm tộc. Kim Thiềm Vương hơi yếu hơn Giao Long Vương, nhưng không thể khinh thường. Ha ha ha! Bản Vương không mời mà tới, Lý Quán Chủ không trách đã tốt lắm rồi. Kim Thiềm Vương cười lớn, tiếng cười như buông lôi. Tiếng cười làm cho khí huyết đám đệ tử Thanh Dương Quan bên dưới sôi trào, nhao nhao dương mắt nhìn lên, nhưng chỉ thấy kim quang đầy trời. May mà tiếng cười thu liễm rất nhanh, Kim Thiềm Vương bay tới trước Lý Ngọc Phủ, chắp tay hoàn lễ, chợt khẽ di một tiếng, không ngờ nhìn thấy Hạc Cao chân quân đi ra từ hành cung. Hắn mắt sáng lên, vừa chắp tay chào, không ngờ Hạc Cao quán chủ cũng đến. Bần đạo mới đến, linh trà còn ấm, Kim Thiềm Vương cũng rảnh đi du lịch sao? Hạc Cao chân quân hiếu kỳ hỏi. Kim Thiềm Vương không giấu giếm chút nào, tùy ý nói, gần đây bản vương đốn ngộ, cảm nhận được thời cơ đột phá bình cảnh, nhưng thiếu một loại dược liệu, còn nhớ Long Kình đại thánh có dược, nên mới tới nhà cầu dược. Nghe nói Thanh Dương quan xây dựng sơn môn, thuận đường đến đây chúc mừng. Nghe lời ấy, Lý Ngọc Phủ và Hạc Cao chân quân giật mình. Cẩn thận dò xét Kim Thiềm Vương, hai người lặng yên liếc nhau, đều yên lòng. Kim Thiềm Vương còn cách hóa thần hậu kỳ một đoạn lận. Yêu tộc có cường giả hóa thần hậu kỳ, đối với phong bạo giới là chuyện tốt, nhưng đối với nhân tộc thì chưa hẳn. Nhân tộc thiếu đạo pháp, yêu tộc có thể tiếp tục tinh tiến tu vi, thế lực càng ngày càng mạnh. Nhưng chưa trừ ngoại địch, nhân tộc không cách nào hạn chế yêu tộc, đành phải ngồi nhìn yêu tộc lớn mạnh. Long Kình Đại Thành và Giao Long Vương mạnh hơn Kim Thiềm Vương không ít, nếu Kim Thiềm Vương có thể đột phá,
yêu tộc sẽ liên tiếp ra ba đại yêu hóa thần hậu kỳ. Mà nhân tộc chỉ có tiên tử Lưu Ly, một đối ba, địa vị hai tộc nhân yêu triệt để nghịch chuyển. Hai vị đạo hữu không ngại thì vào trong điện nói chuyện. Lý Ngọc Phủ mời. Được. Kim Thiềm Vương khoát tay, nhìn xuống bên dưới, hai mắt lóe lên tinh quang, đại trận thật huyền diệu. Hạc Cao Chân Quân mỉm cười, bần đạo từng nói, khi trận này thành, chính là thiên hạ đệ nhất, Kim Thiềm Vương thấy đúng không? Kim Thiềm Vương nói, về trận đạo, yêu tộc kém xa nhân tộc, pháp nhãn của chân quân như đuốc, chắc là chuẩn. Đạo hữu quá khiêm tốn. Hạc Cao Chân Quân lắc đầu, nhìn sang Lý Ngọc Phủ, hôm nay đúng dịp, không ngại hỏi ý kiến của Kim Thiềm Vương thử xem. Ồ, Kim Thiềm Vương nhìn hai người, nghi ngờ hỏi, không biết hai vị đạo hữu đang thương nghị chuyện gì. Ba người đi vào cung điện, Lý Ngọc Phủ sai người dâng linh trà, thuật lại chuyện vừa rồi. Kim Thiềm Vương không tỏ thái độ, chỉ nói, các huynh đệ bị thương không ít, nghỉ ngơi lấy lại sức cũng tốt. Bất quá, bản vương không thể làm chủ, cần hỏi ý kiến của Giao Long Vương và Long Kình Thánh Vương. Hạc Cao Chân Quân bưng linh trà lên nhấp một ngụm, trong mắt lóe lên tinh quang. Phong bạo giới ngày nay, ngoài ba yêu vương có danh khí lớn nhất, còn có Vũ Vương tại Bắc Hải. Tu vi không bằng ba vị này, nhưng cũng là vương giả của yêu tộc, cao thủ dưới trướng nhiều như mây, thế lực cường đại. Kim Thiềm Vương không đề cập tới Vũ Vương, lại đề cập tới Long Kình Thánh Vương, là cố ý ở trước mặt hai người, biểu thị rằng mình thân với Long Kình Thánh Vương sao. Trên thực tế, Long Kình Thánh Vương không thân cận với yêu tộc đến từ yêu hải, quan hệ ngược lại gần với nhân tộc tại Trung Châu, dù sao láng giềng với nhau, cũng biết rõ nhau. Biết mặt không biết lòng, không phải tộc ta ắt sẽ nghĩ khác, không biết Long Kình có kế hoạch gì khác không. Hạc Cao Chân Quân thầm than thế cục phức tạp, càng ngày càng khó giải quyết. Mọi người có chung đại địch, vốn là con châu chấu bị cột trên một sợi dây thừng. Lúc sinh tử tồn vong tất nhiên sẽ đồng tâm hiệp lực, tạm gác lại mâu thuẫn, thế cuộc vừa tốt đẹp, đủ loại tâm tư liền hiện ra. Chỉ có ba người, không thể quyết định được cái gì, Lý Ngọc Phủ chỉ muốn thổi lên chút gió. Hạc Cao Chân Quân ngồi thêm một lúc, đứng dậy cáo từ, nếu Lý quán chủ cần tài nguyên gì, chỉ cần viết thư, bần đạo sẽ sai người hỗ trợ. Kim Thiềm Vương cũng hào sảng nói, bản vương cũng có chút vốn liếng, Lý quán chủ không nên khách khí. Bần đạo cảm ơn hai vị trước. Lý Ngọc Phủ tất nhiên không coi là thật, muốn lấy đồ của hai người cũng không dễ. Hạc Cao Chân Quân nhìn sang Kim Thiềm Vương, Kim Thiềm đạo hữu muốn đồng hành với bần đạo không? Kim Thiềm Vương cười ha hả, nói, bản vương hiếu kỳ đại trận của Thanh Dương Quan, muốn ở lại mấy ngày, kiến thức một phen, chỉ sợ Lý quán chủ không chào đón. Lý Ngọc Phủ kinh ngạc, thần sắc như thường nói, bần đạo cầu còn không được, đang muốn lĩnh giáo Kim Thiềm đạo hữu, trận này có lỗ hổng gì không? Ha ha ha, vậy bản vương không khách khí. Kim Thiềm Vương quả nhiên nghĩ gì nói đó, sau khi đưa tiễn Hạc Cao Chân Quân, liền bay xuống mặt đất, không chút khách khí bắt đầu xem xét, thậm chí quan sát đệ tử Thanh Dương Quan làm việc. Bất quá chưa bắt đầu bày trận, không sợ bị nhìn ra cái gì. Lý Ngọc Phủ chắp tay đứng trước hành cung, nhìn Kim Thiềm Vương bận rộn tìm tòi, thầm nghĩ trong lòng. Kẻ này rất để bụng chuyện của bản quan, Kim Thiềm Vương quang minh chính đại, tựa hồ chỉ hiếu kỳ, không có mưu đồ gì khác. Nghĩ đến sư thúc đang ở sau núi, trong lòng Lý Ngọc Phủ không có chút gợn sóng nào, lẳng lặng nhìn Kim Thiềm Vương biểu diễn. Chương 3208, ném đá vào hồ. Kim Thiềm Vương chờ tại Thanh Dương Quan mười mấy ngày mới rời đi, gã đi không lâu lại có người đến đây bái phỏng, người đến chính là Mộ Cốc chủ Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc tu công pháp xuất từ Vu tộc, bởi vì cũng không phù hợp với nhân tộc, khó cầu cảnh giới cao hơn so với những tông môn khác đã sớm gặp phải bình cảnh. Biết được Vu tộc di chuyển tới, Mộ Cốc chủ quả quyết rời tông đến Trung Châu, ngày nay sơn môn ở gần Vu tộc. Vu tộc ở trong tam tộc có thực lực yếu nhất, đang muốn bồi dưỡng một thế lực lân cận với bọn họ, Bách Hoa Cốc đúng là bọn họ cần. Bách Hoa Cốc thu được Phương Lão Ma tán thành, được Vu tộc nâng đỡ, rốt cuộc thôi diễn công pháp Nguyên Anh kỳ đến hoàn chỉnh. Mộ Cốc chủ đột phá hóa thần kỳ, Bách Hoa Cốc trong địa vị nhân tộc càng tăng cao. Đứng sau Bách Hoa Cốc là toàn bộ Vu tộc, về sau lại chưa từng xuất hiện cảnh tượng cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tu vi Mộ Cốc chủ giống như cũng đình trệ nhiều năm, so với danh khí Bách Hoa Cốc tại phong bạo giới, có chút hữu, danh vô thực, ngoại giới suy đoán có lẽ không hoàn toàn là do công pháp. Mời Mộ Cốc chủ mau mau vào.
Bởi vì nguồn gốc giữa Tần Tang và Bách Hoa Cốc, Lý Ngọc Phủ và Mộ Cốc Chủ một mực giao tình không tệ. Song phương đều cẩn thận giữ gìn phần tình nghĩa này, đệ tử hai tông vẫn qua lại. Nhưng đại biểu bên ngoài Bách Hoa Cốc vẫn là Vu tộc, bất cứ chuyện gì cũng phải nghĩ đến lợi ích Vu tộc trước, không thể công khai kết minh với Thanh Dương Quan. Bất quá, có lẽ có quan hệ nhất định với Tần Tang, mỗi lần gặp đại sự, trừ phi dính đến lợi ích Vu tộc, Phương Lão Ma sẽ không gây khó dễ bọn họ. Mộ Cốc Chủ cười sang sảng nói, biết được chân quân muốn trọng lập sơn môn, Phương đạo hữu ra lệnh tại hạ tới hỏi thăm, có cần giúp đỡ hay không. Trong khi nói chuyện, ánh mắt gã đảo qua Quần Phong, mặc dù nhãn lực không bằng Hạc Cao chân quân và Kim Thiềm Vương, cũng có thể nhìn ra trận thế nơi này không đơn giản. Đang có một chuyện muốn thương nghị cùng Mộ Cốc Chủ và Phương đạo hữu. Lý Ngọc Phủ nhiệt tình mời Mộ Cốc Chủ tiến vào đại điện, lại nói ra lý do thoái thác trước đó. Sau đó không lâu, vẻ mặt Mộ Cốc Chủ nghiêm túc rời hành cung, chắp tay với Lý Ngọc Phủ một cái. Chuyện can hệ trọng đại, tại hạ cần lập tức trở về báo cho Phương đạo hữu, vậy xin cáo từ, ngày sau lại đến bái phỏng. Mộ Cốc Chủ đi thong thả. Lý Ngọc Phủ tiễn Mộ Cốc Chủ ra ngoài núi, đứng ở trong mây, nhìn độn quang đi xa. Giống như mặt hồ yên lặng ném vào một quân cờ, bắt đầu từ khi Thanh Dương Quan trọng lập sơn môn, đã gây nên phong ba ở Phong Bạo giới. Địa bàn cơ bản của bọn gã chính là Bắc Hải, trước đó chiếm cứ Đại Nghĩa, dựa vào thực lực và uy vọng hợp tung liên hoành, áp đảo hào cường các phương. Ngày nay Lưu Ly tiên tử bế quan lâu dài, Thanh Dương Quan không rảnh lo lắng. Mà Minh Hữu Trung Châu là Tứ Thánh Cung cũng bắt đầu cố ý co vào, những hạng người dã tâm nhìn thấy cơ hội, hẳn là từ từ thò đầu ra. Sư thúc lần này rõ ràng muốn nhất cử diệt đi rủi ro, chủ động đâm rách mủ đau nhức, cạo xương liệu độc. Hy vọng Phương Lão Ma có thể bảo trì bình thản, lựa chọn thông minh, nếu không chẳng biết Vu tộc trải qua được mấy lần đả kích. Sau đó, bọn gã chỉ cần chuyên tâm mở sơn môn, ổn thỏa điếu ngư đài, yên lặng nhìn phong vân thiên hạ. Lý Ngọc Phủ ngắm nhìn phương xa, quay người bay vào hành cung. Đông Hải, sóng biếc mênh mang. Quế Hầu rời Thanh Dương Quan, dạo qua một vòng Trung Châu, chủ yếu là hiếu kỳ rốt cuộc đại lão gia có quan hệ gì với nơi này. Đại lão gia đã không có mệnh lệnh cụ thể, gã cũng không cần vội vàng, dù sao toàn bộ Phong Bạo giới cũng tìm không ra người có thể làm đối thủ của gã. Ở trên biển chậm chậm phi hành, gió mát thổi lất phất, Quế Hầu khá hài lòng, xa xa nhìn thấy trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo, thần sắc hơi động một chút, trong nháy mắt đánh ra một đạo ba động mờ mịt. Yên lặng chờ một lát, gió biển mang đến tiếng cười to, Quế huynh đại giá quang lâm, sao không lên đảo, để tại hạ nâng cốc bày yến, cho chuyện tỏ tâm ý. Hư không hiện ra thân ảnh Hắc Sư Thánh Vương. Tần Tang lần trước đến, giới thiệu bọn gã với nhau, Hắc Sư Thánh Vương còn không rõ tu vi Quế Hầu, nhưng có thể làm môn hạ chó săn cho lão gia, y tự nhiên không dám có nửa phần khinh thường, y phi thường sốt sắng. Nghĩ đến yêu tu ở chỗ này có một ít tu vi lại dám xưng là đại thánh, Thánh Vương, Quế Hầu không khỏi âm thầm cười lạnh. Thật sự là một đám ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng, chờ xem đại lão gia trừng trị thế nào. Thân sắc mặt ngoài gã như thường, lại cười nói, đại lão gia ra lệnh ta không được bại lộ thân phận, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lần này đến đây bái phỏng Hắc Sư huynh, là có một chuyện muốn mời Hắc Sư huynh tương trợ. Quế huynh cứ nói đừng ngại. Hắc Sư Thánh Vương vung tay lên, vô cùng hào sảng. Quế Hầu chắp tay nói, vậy tạ ơn Hắc Sư huynh trước, đợi chuyện này thành, chắc chắn ta sẽ báo công Hắc Sư huynh với đại lão gia. Lời này vừa ra, Hắc Sư Thánh Vương trở nên càng thêm nóng bỏng, thúc giục Quế Hầu mau nói. Chỉ nghe Quế Hầu hỏi, Hắc Sư huynh hẳn là đã sắp xếp một chút cọc ngầm ở Yêu Hải. Ánh mắt Hắc Sư Thánh Vương sáng lên, theo bản năng muốn che giấu đi, nhưng lập tức ý thức được những thứ này đã không có ý nghĩa, lúc này gật đầu, sảng khoái nói, Quế huynh muốn dùng bọn hắn. Đây là tín vật của ta, Quế huynh xuất ra lệnh bài này, bọn chúng sẽ nghe theo lệnh Quế huynh. Có kẻ nào dám không thành thật, Quế huynh cứ giết. Hắc Sư Thánh Vương lấy ra một khối yêu lệnh màu đồng thau, Quế Hầu không chút khách khí nhận lấy, gã muốn thu phục thuộc hạ cũng không khó. Nhưng phải bắt đầu lại từ đầu, không bằng lấy người của Thánh Vương đã bố trí nhiều năm, dùng sẽ thuận tay hơn. Gã đến vì việc này, yêu lệnh tới tay, muốn cáo từ Hắc Sư Thánh Vương. Quế huynh chậm đã. Hắc Sư Thánh Vương vội vàng gọi lại, khom người thi lễ, không dối gạt Quế huynh. Lần trước nhìn thấy đại lão gia trở về, tại hạ một mực thấp thỏm lo âu.
muốn phân ưu với đại lão gia, bù đắp sai lầm trước kia, nhưng không biết nên làm cái gì mới có thể khiến đại lão gia vui lòng, không biết nên làm thế nào. Quế huynh đi theo cạnh đại lão gia, được đại lão gia coi trọng, mong rằng Quế huynh có thể chỉ điểm sai lầm cho tại hạ một hai. Quế Hầu liếc y một cái, thấy thái độ y có chút thành khẩn, tay sơ cằm, hỏi ngược một câu, ngươi cảm thấy đại lão gia muốn bắt bóp những kẻ mang ý đồ xấu kia có khó không? Hắc sư Thánh Vương sững sờ, Quế huynh nói đến chuyện này. Chỉ là một đám gà đất chó sành, đại lão gia duỗi ra một đầu ngón tay là có thể ép chết. Đúng vậy, Quế Hầu vỗ tay cười một tiếng, kết quả đã chú định, ngươi dù cố gắng nhiều hơn, đại cục vẫn không đổi, cũng sẽ không khiến kết quả trở nên tốt hơn. Vạn nhất làm sai, phá hư đại lão gia bố cục, ngược sẽ bị trách phạt, tội gì lại đi làm. Sắc mặt Hắc sư Thánh Vương khổ sở, nhưng cũng không thể cả ngày đợi tại động phủ, không có việc gì làm. Hắc sư huynh khẩn thiết nhiệt tình, tại hạ cảm động lây, nhưng muốn phỏng đoán ý trên, dùng đúng nơi mới được. Huynh đài có biết, đại lão gia chân chính để ý cái gì không? Quế Hầu thần bí hỏi, ánh mắt Hắc sư Thánh Vương sáng lên, mời Quế huynh chỉ giáo cho. Thanh trừ nội tặc, thậm chí diệt đi trường hữu tộc, chỉ cần đại lão gia nguyện ý, bất quá là trở tay mà thôi. Nhưng phía ngoài trường hữu tộc vẫn còn dị nhân tộc khác, trên ngự tộc vẫn còn thượng tộc, đều có thể trở thành địch nhân chúng ta. Không chuẩn bị kỹ càng chống cự lực lượng ngoại địch, làm sao có thể không e dè mà động thủ? Quế Hầu ý vị thâm trường nói. Quế huynh có ý là, đại lão gia vẫn còn thủ đoạn mạnh hơn, có thể đối kháng dị nhân tộc khác. Các bạn đang nghe chuyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 3209, Long Kình Thánh Vương. Ném đá vào hồ, Hắc sư Thánh Vương nuốt nước bọt, cái này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của y, chẳng biết là. Quế Hầu cắt ngang y, Hắc sư huynh hiện tại không cần biết rõ là cái gì, chỉ biết là đại lão gia muốn kiến tạo một loại pháp đàn có tác dụng lớn. Đây mới là thứ đại lão gia coi trọng nhất. Theo ta được biết, đại lão gia bước kế tiếp sẽ chuẩn bị thu phục Yêu Hải và Thương Lãng Hải, đến lúc đó khẳng định muốn bố trí pháp đàn tại đó. Không phải mỗi nơi đều thích hợp xây đàn, đến lúc đó chỗ nào thích hợp, chỗ nào không thích hợp. Chúng ta nếu có thể khảo sát rõ ràng trước, sớm bố cục, chẳng lẽ không phải giúp đại lão gia tiết kiệm rất nhiều tinh lực. Hắc sư Thánh Vương càng nghe ánh mắt càng sáng, cảm thấy được đẩy ra mây đen. Quế Hầu chính là ngọn đèn chỉ đường cho y, lúc này biểu thị cam nguyện phụ tá Quế Hầu, nhưng bị Quế Hầu khoát tay ngăn trở. Hắc sư huynh còn chưa nghĩ rõ điểm mấu chốt. Quế Hầu thở dài, dứt khoát nói rõ, đại lão gia muốn xây đàn, khẳng định cần đại lượng nhân thủ, phân đàn trải rộng khắp nơi, đồng thời mở xây, mà Yêu Hải và Thương Lãng Hải vô chủ, do ai tới chủ trì. Hắc sư huynh nếu có thể huấn luyện một đội tinh binh cường tướng, huynh đệ chúng ta mật thiết phối hợp, đại lão gia còn giao việc này cho người khác sao? Được Quế huynh chỉ điểm, tại hạ tự nhiên hiểu ra. Hắc sư Thánh Vương bái phục. Đây là một chút tâm đắc của ta với pháp đàn, ngươi có thể triệu tập một số thuộc cấp tinh nhuệ đáng tin, huấn giáo theo phương pháp này, chờ đợi thời cơ. Quế Hầu lấy ra một viên ngọc giản. Hắc sư Thánh Vương nhận lấy, yêu thích không buông tay. Hắc sư huynh xin cứ tự nhiên, mỗ đi đây. Quế Hầu hóa thành một đạo độn quang, trong nháy mắt không còn thấy tăm hơi. Quế Hầu bay về phía tây, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Gã không rõ vì sao đại lão gia không thống hạ sát thủ, trảm thảo trừ căn, hoặc là biến toàn bộ yêu tu thành yêu binh. Đại lão gia làm như thế, xác định có thâm ý khác. Gã cân nhắc chính là sau khi thu phục Yêu Hải, đại lão gia nếu thả về một chút yêu tộc, nhất định phải phái một người tín nhiệm đến quản thúc. Ngoại trừ Lạc Hầu và gã, còn có ai có thể đảm nhiệm? Nếu có thể mưu đến chuyện xui xẻo này, gã cũng không cần một mực bị bó buộc ở trong lục đàn. Đáy mắt Quế Hầu nổi lên tinh quang, kỳ vọng những tên kia huyên náo càng lớn một chút. Ngay lúc Quế Hầu tìm tới Hắc sư Thánh Vương, Kim Thiềm Vương cũng tiến vào Đông Hải, bay một hồi trong biển rộng mênh mông. Đi tới trước một hòn đảo, hiện ra thân hình, cất cao giọng nói, Long Kình đạo hữu có đó không? Tiếng như sấm cuồn cuộn, lập tức dẫn phát bạo động. Ở trên đảo yêu khí trùng thiên, vô số yêu binh chấn giữ theo từng tiếng hò hét, từng đội yêu binh lao ra, yêu khí cuồn cuộn, tinh kỳ như rừng. Lui ra, trong đảo truyền ra tiếng quát uy nghiêm,
Đám yêu binh kỷ luật nghiêm minh, đảo mắt đã thu binh, tránh ra một con đường lớn. Kim Thiềm Vương hất tay áo lên, bay vào trong đảo, phàn nàn nói, hành cung đạo hữu quá nhiều, để bản vương phải tìm một hồi. Kim Thiềm Vương sao rảnh rỗi tới Tệ phủ làm khách? Long Kình Thánh Vương trầm giọng hỏi, là cầu đạo hữu một vị linh dược. Kim Thiềm Vương không khách khí chút nào nói. Chính giữa đảo nhỏ, một mảnh đại điện kim bích huy hoàng chiếm cứ cả ngọn núi. Bên trong đại điện, Kim Thiềm Vương và Long Kình Thánh Vương ngồi đối diện hai bên kim án to lớn, mấy tên ngư nương xinh đẹp ở bên cạnh phụng dưỡng. Hai vị vương giả yêu tộc có uy áp quá kinh khủng, nhóm ngư nương mặt mày căng thẳng, nơm nớp lo sợ. Nghe linh dược mà Kim Thiềm Vương cầu, Long Kình Thánh Vương gật gật đầu, gọi tới một bộ hạ, đi Nguyên La cung mang thuốc này tới, đưa cho Kim Thiềm Vương. Tuân mệnh, yêu này lập tức lĩnh mệnh rời đi. Kim Thiềm Vương cảm khái nói, đạo hữu thật là uy phong. Đường đường Thánh Vương cũng có thể tùy ý hô quát. Long Kình Thánh Vương sau khi biến thành hình người, thân cao gần hai trượng, đầu đội kim quan, khôi ngô cao lớn, cánh tay tựa như gậy sắt, trên cánh tay phải quấn quanh một đầu dây xích. Một đôi cự nhãn như chuông đồng của gã nhìn chằm chằm Kim Thiềm Vương. Kim Thiềm Vương không đơn thuần là vì cầu dược chứ, còn có mục đích gì, không ngại cứ nói thẳng. Kim Thiềm Vương giơ hai tay, bản vương chắc chắn đến vì linh dược, đạo hữu độc bá Đông Hải, tiêu dao khoái hoạt, đủ loại bảo vật có dễ như trở bàn tay. Chỗ chúng ta trước khi thiên biến đến vẫn là đất cằn sỏi đá, kẹp giữa nhân tộc, thời khắc luôn có ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta, muốn tìm một vị linh dược cũng khó. Thần sắc Long Kình Thánh Vương không thay đổi, hiển nhiên không tin lời. Giải thích này, Kim Thiềm Vương dừng một chút, ý vị thâm trường cười một tiếng, bất quá, trên đường đến, nhìn thấy một chút chuyện có ý tứ. Y thấy Long Kình Thánh Vương không phản ứng chút nào, cũng không để ý, hỏi, Thanh Dương Quan Trọng Lập Sơn Môn, đạo hữu có biết không? Hơi nghe thấy, Long Kình Thánh Vương nói, đại trận hộ sơn Thanh Dương Quan, đạo hữu khẳng định còn chưa thấy, trận này quả thực không đơn giản. Kim Thiềm Vương lộ vẻ tán thán, sinh động như thật miêu tả gã mắt thấy tai nghe tại Thanh Dương Quan. Long Kình Thánh Vương lẳng lặng nghe, sau cùng nhàn nhạt bình luận, lúc này mới xem như khí độ danh môn đại phái, trước đó một bộ dạng không phóng khoáng, bản vương mỗi lần đi lộc giã cũng cảm thấy chật trội. Linh trận mạnh thì mạnh đấy, chỉ sợ quá phức tạp, liên lụy Thanh Dương Quan quá nhiều tinh lực. Nghe ý Lý Quán Chủ nói, Lưu Ly Tiên Tử tựa hồ sẽ không xuất quan tương trợ, Thanh Dương Quan muốn một mình hoàn thành đại trận tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Theo bản vương, vẻn vẹn một bước cuối cùng, hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm cũng rất có khả năng, trên dưới Thanh Dương Quan đều sẽ bị ràng buộc trong chuyện này. Kim Thiềm Vương lắc đầu, không coi trọng Thanh Dương Quan, Lý Quán Chủ công bố tụ tập lực lượng toàn tông. Bản vương cẩn thận suy tính, cảm thấy chỉ sợ còn chưa đủ, bọn hắn rất có thể còn cần mời thêm ngoại viện. Long Kình Thánh Vương nhìn chằm chằm Kim Thiềm Vương một chút, mí mắt buông xuống, mở sơn môn, chính là đại sự tông môn, Thanh Dương Quan thận trọng như thế cũng là bình thường. Chỉ cần khi đó không khai chiến với trường hữu tộc, không ảnh hưởng đại cục, Thanh Dương Quan bất luận làm cái gì, đều không liên quan đến bản vương. Hẳn là đạo hữu muốn từ chối đề nghị của Lý Quán Chủ. Kim Thiềm Vương nói xong âm thầm quan sát Long Kình Thánh Vương phản ứng, thấy thần sắc gã yên tĩnh tựa như giếng nước, căn bản xem không được gì. Nói thầm một tiếng lão hồ ly, cười ha hả nói, đạo hữu cũng không phải không rõ, những sự vụ này đều là do Giao Long Vương làm chủ, bản vương chỉ là người đi truyền tin tức. Đến lúc đó, Giao Long Vương có ý nghĩ gì, sẽ thương nghị với đạo hữu. Nói đến đây, Kim Thiềm Vương nghĩ tới một chuyện, phàn nàn nói, đạo hữu có phải lưu tại Tây Thổ một số phương pháp liên lạc không? Trước đó chúng ta có tin tức gì, chỉ có thể đưa tín phù cho đạo hữu, kéo dài thời gian không nói, chỉ sợ lầm đại sự. Chúng ta cùng là yêu tộc, nên đồng tâm hiệp lực, cũng không biết đạo hữu đang lo lắng cái gì. Long Kình Thánh Vương từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Kim Thiềm Vương nhìn không thấu tâm tư Long Kình Thánh Vương, bất quá y đã sớm thành thói quen, giọng nói lại chuyển, nói chút việc khác, Long Kình Thánh Vương ngẫu nhiên phụ họa. Mới vừa rồi giống như chỉ là nói chuyện phiếm bình thường. Lại ngồi trong chốc lát, kẻ đi lấy thuốc đã quay lại. Kim Thiềm Vương thu hồi linh dược, đứng lên nói, đa tạ đạo hữu tặng dược, bản vương nóng lòng trở về bế. Quan, không làm phiền nữa, cáo tử. Chương 3210, Giao Long Vương. Trung Châu đại địa, rộng lớn vô ngần, đủ dung nạp tam tộc nhân, yêu, u.
các tộc tạm thời không cần tranh đoạt địa bàn, ở lãnh địa mình nghỉ ngơi lấy lại sức, giới hạn rõ ràng. Lãnh địa yêu tộc yêu hải ở gần Tây Hoang là vùng Nam Hải mới, từng đội yêu binh đằng vân giá vũ, vừa đi vừa về tuần tra, tạo thành phòng tuyến nghiêm mật, một bầu không khí túc sát. Nơi nào đó trên mặt biển, một đội yêu binh bay qua không lâu, nước biển chợt nổi lên gợn sóng, rầm ào ào một tiếng. Bọt nước văng khắp nơi, một con dao xa trưởng thành trồi lên mặt biển, mở cái miệng rộng, lộ ra đầy răng nanh. Dao xa phun ra một cột nước, trong cột nước lại có một đầu cá voi, hình thể đầu cá voi này còn nhỏ nhắn xinh xắn hơn cá voi con bình thường. Phun ra cá voi xong, toàn thân dao xa cứng ngắc, con mắt cấp tốc tràn ngập một tầng trắng dã, cái bụng lật một cái, theo hải lưu cuốn đi, đã chết rồi. Cá voi nhỏ vẫy đuôi bơi vào trong biển, ánh mắt của nó linh động, lóe ra quang mang trí tuệ, hiển nhiên không phải dã thú bình thường. Yêu binh xung quanh không phát giác được dị thường, cá voi nhỏ phân biệt phương hướng, lặng yên không một tiếng động bơi một hồi, đi tới bên cạnh một hải đảo. Chui đầu ra mặt nước, một đoàn thanh quang từ trong miệng bắt đầu trôi nổi, ẩn ẩn có thể thấy được trong cổ họng của nó có một viên viên châu. Thanh quang ly thể, lóe lên một cái, hóa thành một đoàn thanh thủy, cá voi nhỏ lập tức ngậm miệng lại, vung đuôi chìm vào đáy nước. Đoàn thanh thủy kia ngọ nguậy giữa không trung, đầu tiên là mọc ra tứ chi và đầu, sau đó là tay chân và ngũ quan, biến thành một thủy nhân giống Long Kình Thánh Vương như đúc, chỉ là thấp hơn bản thể một cái đầu. Thủy nhân huyễn hóa thành hình, con mắt nháy một cái, lập tức sống lại, khí thế lập tức biến đổi, thể hiện ra uy áp giống Long Kình Thánh Vương. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh chóp hải đảo, ánh mắt như hai thanh lợi kiếm, giữa không trung đụng vào hai đạo ánh mắt khác. Đỉnh chóp hải đảo, cỏ hoang vây quanh một tảng đá lớn, trên đá lớn đứng một đại hán, thân mang long bào, khí chất oai hùng, chính là Giao Long Vương. Giao Long Vương nhìn thấy hết biến hóa vừa rồi, nhìn lại hóa thân của Long Kình Thánh Vương, khẽ vuốt cằm, lộ ra nụ cười thân thiện. Thủy Linh đạp mạnh về phía trước, sau một khắc xuất hiện cạnh cự thạch. Đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Thủy Linh há miệng phát ra thanh âm Long Kình Thánh Vương, nhưng có vẻ hơi ngột ngạt. Giao Long Vương âm thầm dò xét, y cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với hóa thân Thủy Linh, không biết có phải Long Kình Thánh Vương ở Đông Hải trực tiếp thao túng, cách không đối thoại với y không. Kim Thiềm Vương trở về từng nói, Long Kình đạo hữu công hạnh tiến nhanh, không lâu là có hy vọng trùng kích hóa thần hậu kỳ. Giao Long Vương hiếu kỳ hỏi, cỗ hóa thân này chỉ có thể duy trì trăm tức. Hóa thân thản nhiên nói, hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Đây là bảo Giao Long Vương không nên nói nhảm. Giao Long Vương cũng không để ý, tiếp tục nói, nghe Kim Thiềm Vương nói tới đại trận hộ sơn Thanh Dương Quan, bản vương đã tới trước khi Thanh Dương Quan phong sơn để dò xét, Kim Thiềm Vương nói cũng không khuếch đại. Hóa thân ừ một tiếng, Giao Long Vương không tiếp tục kéo dài trên việc này, trầm giọng hỏi, chờ đạo hữu đột phá hóa thần hậu kỳ, chẳng biết có tính toán gì không. Thủy Linh nhìn chằm chằm Giao Long Vương, không nói một lời. Giao Long Vương cười một tiếng, thần sắc trở nên u ám. Những năm qua đối kháng Trường Hữu tộc, tộc ta tử thương vô số, rõ ràng công lao không thua nhân tộc, nhưng thủy chung bị nhân tộc áp đảo một đầu. Nhân tộc dụng ý khó dò, vì đối kháng ngoại địch mới không thể không lôi kéo chúng ta. Nhưng mỗi lần phân thanh linh khí đều phải xem sắp mắt nhân tộc. May mà thiên phú tộc ta dị bẩm, nếu không về sau dù cho khu trục Trường Hữu tộc, cũng sẽ bị nhân tộc đè ép, vĩnh viễn không thoát thân được. Trước đó tộc ta thế yếu, chỉ có thể ẩn núp ẩn nhẫn, đợi người ta đều thành tựu hóa thần hậu kỳ, mạnh yếu thay đổi, chính là lúc cải thiên hoán địa, đạo hữu chẳng lẽ còn muốn tiếp tục chịu đựng. Ngữ khí của y mang theo một tia mê hoặc, nhìn chăm chú Thủy Linh, đáng tiếc thần sắc Thủy Linh không biến hóa chút nào. Giao Long Vương nhếch miệng lên, đạo hữu chẳng lẽ không muốn lật đổ băng mỹ nhân kia? Băng mỹ nhân kia hút khô hóa long trì của bản vương, nếu không bản vương cũng sẽ không suýt nữa chết dưới thiên kiếp, ngươi nếu có thể thu nàng vào trong phòng, cũng có thể giúp bản vương chút cơn giận. Bất quá, tuyệt đối đạo hữu đừng quỳ dưới váy, ha ha. Phép khích tướng vẫn vô dụng với Long Kình Thánh Vương, Thủy Linh lạnh nhạt nói, Trường Hữu tộc cũng có mấy hảo thủ. Giao Long Vương thu hồi tiếng cười, nghe ra ý ngoài lời của Long Kình Thánh Vương. Nhân tộc dần dần thế yếu là vì thiếu khuyết truyền thừa, mà Trường Hữu tộc có truyền thừa, có thần thông, cuộc chiến đấu trước đó có mấy người thể hiện ra tu vi không tầm thường. Không chỉ thực lực bọn gã tăng lên, địch nhân cũng đang mạnh lên.
Trương Hữu Tộc cũng có thể xuất hiện một vị, thậm chí mấy vị cao thủ hóa thần hậu kỳ. Bọn gã đột phá cũng rất khó cải biến tình cảnh phong bạo giới, hiện tại còn không phải lúc nội đấu. Bản vương cũng không phải muốn tiêu diệt nhân tộc, tộc ta thế mạnh, phong bạo giới nên do tộc ta cầm đầu, do tộc ta phân phối thanh linh khí. Đương nhiên, có thể khiến băng mỹ nhân và Trường Hữu Tộc trưởng lưỡng bại câu thương mới có lợi nhất cho tộc ta. Giao Long Vương cố ý dừng một chút, thấy Long Kình Thánh Vương không biểu hiện gì, tiếp tục nói, không phải tộc ta, trong lòng át nghĩ khác. Dù áp đảo Trường Hữu nhất tộc, tam tộc cũng không có khả năng chung sống hòa thuận. Chúng ta cùng là yêu loại, có thể tín nhiệm hơn xa dị tộc, Đông Hải và Yêu Hải sao lại không liên thủ? Long Kình Thánh Vương từ chối cho ý kiến, hỏi, đạo hữu đã hỏi Vũ Vương chưa? Giao Long Vương cười lạnh một tiếng, tên kia bồi dưỡng ra một ngự linh tông, cùng nhân tộc trong mật thêm dầu, tựa hồ vui vẻ chịu đựng. Bất quá đạo trường của hắn tại Phúc Địa Bắc Hải, gần sát Huyền Thiên Cung và Tổ Đình Thanh Dương Quan, bản tâm chưa hẳn như thế, bản vương sẽ nghĩ cách thăm dò thêm. Thủy Linh gật đầu nhẹ, rốt cuộc chính thức trả lời, bản vương chưa đột phá, bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm. Đây không phải đáp áp Giao Long Vương muốn, gã nhíu mày, đạo hữu không ngại nghe một chút kế hoạch bản vương trước đã, vẫn còn một bằng hữu cùng chung chí hướng, đạo hữu có muốn gặp mặt không? Không cần. Đạo hữu nếu không có chuyện gì khác, vậy bản vương cáo từ. Thủy Linh quả quyết cự tuyệt, thân thể hòa tan như ngọn nến, thoáng qua sắp hóa thành một vũng nước. Thần sắc Giao Long Vương khẽ biến, luôn miệng nói, bản vương không phải là ép đạo hữu lập tức tỏ thái độ. Bất quá, đạo hữu ít nhất phải cho bản vương một lời hứa hẹn không giúp ai. Bản vương cần bế quan đột phá. Thủy Linh để lại một câu nói, triệt để tan rã. Mi tâm Giao Long Vương thoáng giãn ra, Thanh Dương Quan nói nghe có vẻ đường hoàng, chỉ vì an tâm kiến tạo sơn môn thôi, lại dám yêu cầu tất cả mọi người phối hợp. Bọn hắn đã không để ý đại cục như thế, lần sau tam tộc cùng bàn bạc, bản vương muốn cầu nhân tộc giúp tộc ta thu phục tổ địa, mong rằng đạo hữu có thể lên tiếng ủng hộ một hai. Không có trả lời, trên đá lớn chỉ còn một vệt nước. Đúng lúc này, trong bụi cỏ cự thạch khác bay ra một đoàn quỷ hỏa xanh mơn mởn, bay tới trên cự thạch, ngọn lửa chập chờn, đi ra một bóng người hư ảo. Bóng người quỷ mị, quỷ hỏa vờn quanh, sắc mặt trắng bệch, không có chút sinh khí nào, dưới mặt trời đã khuất tản mát ra cảm giác lành lạnh nồng đậm. Các bạn vừa nghe xong tập 321 của bộ truyện Khấu Vấn Tiên Đạo của tác giả Vũ Đà Thanh Thạch tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.